Chào mừng các em đến với kênh Huệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 4 sẽ kết nối tri thức cuộc sống. Cho nên xem bài giảng Huệ Liêm cảm thấy hiểu. Các em sẽ mong thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 61 phép trừ phân số tích số 3 trên tâm 2 tâm 3. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Giờ câu số 1 tính câu A. 2 phần 3 trừ 1 phần 6, đây là phép trừ hai con số khác một số, mình sẽ quy đồng một số. Mình sẽ mẫu số chung ở đây là 6, 6 chia 3 được 2. Như vậy là 2 phần 3 các em sẽ nhân tử 1 cho 2 nhé. Hai nhân 2 là 4, 3 nhân 2 là 6. Trừ 1 phần 6 viết lại. Đây là phép trừ hai con số cùng mẫu số, các em lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. 4 trừ 1 bằng 3, mẫu số 6 viết lại 3 phần 6. Tới đây thì mình thấy là 6 chia hết cho 3 nên mình sẽ giúp gọn phân số bằng cách chia tử 1 cho 3. 3 chia 3 được 1, 6 chia 3 được 2. Kết quả sẽ là 1 phần 2. Tiếp theo là câu B, 4 phần 6 trừ cho 5 phần 12. Đây là phép trừ hai con số khác mẫu số mà quy đồng mẫu số. Mình sẽ thấy là mẫu số chung là 12. 12 chia 6 được 2 như 4 phần 6, các em sẽ nhân tử 1 cho 2 nhé. 4 nhân 2 là 8, 6 nhân 2 12, trừ 5 phần 12 viết lại. Đây là phép trừ hai con số cùng mẫu số, các em lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. 8 trừ 5 được 3, mẫu số 12 viết lại. Ở đây mình thấy là 12 sẽ chia hết cho 3 nên mình sẽ giúp gọn phân số bằng cách chia tử 1 cho 3. 3 chia 3 được 1, 12 chia 3 được 4, kết quả là 1 phần 4. Tiếp theo là câu C, 7 phần 15 trừ 2 phần 5. Đây là phép trừ hai con số khác mẫu số, các em sẽ quy đồng mẫu số. Mẫu số chung là 15, 15 chia 5 được 3, như vậy là 2 phần 5, các em sẽ nhân tử 1 cho 3 nhé. Như 7 phần 15 viết lại. 2 phần 5 nhân tử 1 cho 3, 2 nhân 3 là 6, 5 nhân 3 là 15. Đây là phép trừ hai con số cùng mẫu số, các em lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. 7 trừ 6 được 1, 1 phần 15. Tiếp theo là câu D, 19 phần 12 trừ cho 5 phần 4. Đây là phép trừ phân hai con số khác mẫu số, các em quy đồng mẫu số. Mẫu số chung là 12, 12 chia 4 được 3, như 5 phần 4, các em sẽ nhân tử 1 cho 3 nhé. Như 19 phần 12, các em sẽ viết lại. Dấu trừ viết lại. 5 phần 4 nhân tử 1 cho 3, 5 nhân 3 là 15, 4 nhân 3 là 12. Đây là phép trừ hai con số cùng mẫu số, các em lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. 19 trừ 15 được 4, 4 phần 12. Mình thấy là 12 sẽ chia hết cho 4 nên mình sẽ rút gọn bằng cách chia tử 1 cho 4. 4 chia 4 được 1, 12 chia 4 được 3, kết quả sẽ là 1 phần 3. Như là mình xong câu số 1, câu số 1 kem hiểu bài, cái xong khách video hãy biết kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2 giúp gọn giờ tính nhé. Mình sẽ làm câu A, 14 phần 16 trừ cho 3 bằng 8. Thì mình thấy là 14 phần 16 mình có thể giúp gọn bằng cách chia tử 1 cho 2 nhé. Như vậy 14 chia 2 được 7, 16 chia 2 được 8, trừ 3 bằng 8 viết lại. Đây là phép trừ hai con số cộng một số, kem lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. 7 trừ 3 được 4, mẫu số 8 viết lại. Mình thấy là 8 sẽ chia hết cho 4 nên mình sẽ rút gọn chia tử 1 cho 4. 4 chia 4 được 1, 8 chia 4 được 2, kết quả là 1 phần 2. Tiếp theo là câu B, 6 phần 10 trừ 1 phần 5. Mình thấy là 6 phần 10 mình sẽ rút gọn bằng cách chia tử 1 cho 2 nhé. Như vậy 6 chia 2 sẽ bằng 3, 10 chia 2 bằng 5, trừ 1 phần 5 viết lại.
Đây là phép trừ hai con số cùng một số kem lấy tử trừ tử dưỡng hỗn mậu. 3 trừ 1 được 2, như là 2 phần 5. Tiếp theo là câu C 5 phần 7 trừ cho 6 phần 21. Thì mình thấy là 6 phần 21 mình sẽ rút gọn bằng cách chia tử và mậu cho bạn. Đúng không? Như vậy 5 phần 7 dấu trừ kem sẽ viết lại. Giờ chỗ này các em sẽ chia tử và mậu cho 3, 6 chia 3 được 2, 21 chia 3 được 7. Đây là phép trừ hai con số cùng một số, các em lấy tử trừ tử dưới mậu. 5 trừ 2 được 3, 3 phần 7. Tiếp theo là câu D. 6 phần 9 trừ 1 phần 3, đây là phép trừ hai con số khác một số. Mình thấy là 6 phần 9 mà sẽ rút gọn được bằng cách chia tử và mậu cho 3, đúng không? Như vậy 6 chia 3 sẽ được 2, 9 chia 3 sẽ được 3, trừ 1 phần 3 viết lại. Tới đây mình có phép trừ hai con số cùng mẫu số, các em lấy tử trừ tử dưới mẫu. 2 trừ 1 được 1, mẫu số 3 viết lại. Kết quả là 1 phần 3. Như là mình xong câu số 2, câu số 2 các em hiểu bài, các xong hết video hãy biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 3, trong hai bình A và B, bình nào đang chứa nhiều nước hơn và nhiều hơn bao nhiêu lít nước nhé. Như vậy câu số 3 người ta nói là trong hai bình A và B, bình nào đang chứa nhiều nước hơn và nhiều hơn bao nhiêu lít nước. Mình quan sát bình A có 7 phần 10 lít, bình B có 2 phần 5 lít thì mình thấy là nước từ đây lên đây, cái cột nước bên đây cao hơn đây, có nghĩa là bên đây nước bên đây sẽ nhiều hơn, đúng không? Như vậy câu A các em trả lời như sau. Mình thấy là bình A và bình B thì mình thấy là bình A sẽ chứa nhiều nước hơn. Các em trả lời là trong hai bình A và B, bình A chứa nhiều nước hơn. Và nhiều hơn số lít nước là giờ như mình sẽ lấy 7 phần 10 trừ cho 2 phần 5. Bảy phần 10 trừ cho 2 phần 5. Giờ như vậy là mình sẽ tính nhẩm chỗ này. Như là 2 phần 5 các em sẽ nhân tử và mẫu cho 2, 2 nhân 2 là 4, 5 nhân 2 là 10. 7 phần 10 trừ cho 4 phần 10. 7 trừ 4 được 3, kết quả là 3 phần 10. Đúng này. Như vậy là nhiều hơn số lít nước chính là 3 phần 10 lít nước. Đúng này. Như vậy mình sẽ để là 3 phần 10 lít nha. Lít nước cũng được. Như vậy trong hai bình A và B, bình A chứa nhiều nước hơn và nhiều hơn số lít nước là 3 phần 10 lít. Đúng rồi. Tiếp theo mình sẽ đến câu B. Hình B thì mình thấy là đây là 3 phần 4 lít và 3 phần 8 lít. Mình thấy là bình A bên đây mực nước cao hơn, có nghĩa là sẽ chứa được nhiều nước hơn, đúng không? Như vậy các em cũng trả lời giống câu trên là trong hai bình thì bình A sẽ chứa nhiều nước hơn và nhiều hơn số lít nước là, đúng không? Giờ sau đó mình sẽ lấy 3 phần 4 trừ 3 phần 8 nhé. ba phần tư trừ cho ba phần tám
Bạn, mình sẽ tính nhẩm chỗ này nha. Mình thấy là mẫu số chung là 8, như 3 phần 4 các em sẽ nhân tử vào mẫu cho 2. 3 nhân 2 là 6, 4 nhân 2 là 8, 6 phần 8. 6 phần 8 trừ 3 phần 8 thì mình lấy 6 trừ 3 được 3. Mẫu số 8 viết lại có nghĩa là 3 phần 8. Lịch nước đúng không? Như vậy là mình xong câu số 3 nha. Câu số 3 kem hiệu bài, câu xong khích video hãy với kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 4 nối theo mẫu, mình quan sát mẫu. 5 phần 12 cộng 5 phần 12 sẽ bằng là 10 phần 12, đúng nè. Giờ 1 phần 2 mình sẽ quy đồng lên sẽ là 6 phần 12. 6 phần 12 cộng 7 phần 12 trừ 3 phần 2. 6 cộng 7 13 trừ 3 được 10, 10 phần 12. Như vậy hai bên sẽ bằng nhau, quy đều bằng 10 phần 12, đúng nè. Bây giờ mình sẽ tính ở đây nha. Thì mình sẽ tính nhất thế này. Giờ như là 2 phần 7 cộng 1 phần 14 bằng. Đây là phép cộng hai phân số kháng một số, mình quy đồng một số. 14 chia 7 được 2, như vậy 2 phần 7 các em sẽ nhân tử vào 1 cho 2. 2 nhân 2 là 4, 7 nhân 2 là 14, cộng cho 1 phần 14 viết lại. Đây là phép cộng hai phân số cộng mẫu số, các em lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 4 cộng 1 bằng 5, 5 phần 14. Giờ tiếp theo mình sẽ tính bên đây. Giờ như mẫu số bên đây 14 thì mình kiểm tra cái này xem có mẫu số cũng là 14 nè, xem bên đây có bên đây bằng bên đây hay không. Như vậy hai phân số bằng nhau thì mình phải thấy là mẫu giống nhau thì thường nó sẽ bằng nhau, đúng không? Mình sẽ tính ở đây. 15 phần 14 trừ 7 phần 14 trừ 3 phần 14. Ở đây các em có thể nhẩm được, đúng không? Mình sẽ lấy 15 trừ 7 trừ 3 thì bằng 5, 5 phần 14. Như giờ đây cũng bằng 5 phần 14, mình sẽ nối hai cái này lại, đúng không? Đúng không? Đây là phép cỡ, phép trừ các phân số cùng một số, các em lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. 15 trừ 7 trừ 3 thì bằng 5, 5 phần 14. Bên đây cũng 5 phần 14, mình sẽ nối lại. Giờ bây giờ mình tính ở đây 1 phần 18 cộng 3 phần 2. Đây là phép cộng hai phân số kháng mẫu số, mình quy đồng mẫu số. Mẫu số chung là 18, 18 chia 2 được 9, như 3 phần 2 các em sẽ nhân tử vào mẫu cho 9 nha. 1 phần 18 thì các em sẽ viết lại. Chỗ này nhân tử vào mẫu cho 9. 3 nhân 9 là 27. 2 nhân 9 là 18. Đây là phép cộng hai phân số cộng mẫu số, các em lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 1 cộng 27 là 28. 28 phần 18. Đúng rồi. Giờ bây giờ mình sẽ tính bên đây. Mình sẽ lấy 1 phần 6 cộng 4 phần 3 cộng 1 phần 18 xem bằng bao nhiêu. Như là 1 phần 6 cộng cho 4 phần 3 cộng 1 phần 18 xem bằng bao nhiêu. Như vậy đây là phép cộng các phân số kháng mẫu số, mình quy đồng mẫu số, mẫu số chung là 18. 18 chia 6 được 3, 1 phần 6 các em nhân tử vào mẫu cho 3. 1 x 3 là 3, 6 x 3 là 18. 18 chia 3 được 6, 4 phần 3 các em nhân tử vào mẫu cho 6. 4 x 6 là 24, 3 x 6 là 18, cộng 1 phần 18 viết lại. Giờ tới đây là phép cộng các phân số cùng mẫu số, các em lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 3 cộng 24 là 27, cộng 1 là 28, 28 phần 18.
Như mình thấy là cái này và cái này sẽ bằng nhau. Đúng nè, quy đều bằng 28 phần 18 thôi. Giờ mình sẽ nối cái này với là cái này, hai cái này nối lại. Đúng rồi. Quy đều bằng 28 phần 18. Giờ bây giờ mình sẽ tính 5 phần 6 trừ cho 1 phần 18. Mình sẽ tính nháp phía dưới này. 5 phần 6 trừ 1 phần 18. Đây là phép trừ hai con số khác mẫu số, mình sẽ quy đồng mẫu số. Mẫu số chung là 18, 18 chia 6 được 3, như vậy 5 phần 6 kem nhân tử và 1 cho 3. 5 nhân 3 là 15, 6 nhân 3 18, trừ 1 phần 18 viết lại. Đây là phép trừ hai con số cộng mẫu số kem lấy tử trừ tử giữ nguyên màu. 15 trừ 1 bằng 14, 14 phần 18. Bây giờ mình sẽ chia tử và mẫu cho 2. 14 chia 2 bằng 7. 18 chia 2 bằng 9. Các em có để 14 phần 18 được. Không cần giúp gọn nha. Thì mình thấy bên đây là 7 phần 18 cộng 7 phần 18. Đây là phải cộng hai con số cộng mẫu số các em lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 7 cộng 7 bằng 14. Như vậy ở đây cũng bằng 14 phần 18. Như vậy hai bên sẽ bằng nhau. Quy đều bằng 14 phần 18. Mình sẽ nói hai này lại nha. Giờ như là mình xong câu số 4, câu số 4 kênh hiệu bài, câu xong khích video hệ với kênh hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 5. Ca thứ nhất có 4 phần 9 lít nước, ca thứ hai có 5 phần 18 lít nước. Bạn Mai dốc hết nước từ hai ca đó vào một chiếc bình, tính lượng nước có trong bình. Như là đề bài nói là ca thứ nhất có 4 phần 9 lít nước, ca thứ hai có 5 phần 18 lít nước. Bạn Mai dốc hết nước từ hai ca vào một bình, tính lượng nước trong bình thì có lẽ em lấy hai con số này cộng lại là kết quả thôi đúng không? Như vậy câu A các em trả lời là lượng nước có trong bình là như vậy lượng nước có trong bình là mình sẽ lấy 4 phần 9 cộng 5 phần 18. Giờ như vậy là sẽ là 4 phần 9 cộng cho 5 phần 18 3. Giờ thầy sẽ tính nháp phía dưới này. Đây là phép cộng hai con số cộng mẫu số kem lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu nha. Như vậy là mình sẽ quy đồng mẫu số trước nha. Như 18 chia 9 được 2, 4 phần 9, các em sẽ nhân tử và mẫu cho 2, 4 nhân 2 là 8. 9 nhân 2 là 18. Cộng 5 phần 8 viết lại, 5 phần 18 viết lại. Đây là phép cộng hai con số cộng mẫu số kem lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 8 cộng 5 13, 13 phần 18. Như kết quả đây là 13 phần 18. Đơn vị sẽ là đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu B. Sau đó thì bạn Mai lấy 1 phần 2 nước từ trong bình đó, tính lượng nước còn lại trong bình. Như vậy là bạn người ta nói là sau đó bạn Mai lấy 1 phần 2 lít nước từ trong bình đó, tính lượng nước còn lại trong bình, thì mình sẽ lấy cái này, mình sẽ trừ 1 phần 2 là cho kết quả thôi. Đúng. Như vậy câu B mình trả lời là lượng nước còn lại trong bình là, các em sẽ bỏ chữ tính để các em trả lời lượng nước còn lại trong bình là.
Như vậy mình sẽ lấy 13 phần 18, mình sẽ trừ cho 1 phần 2. Đúng rồi. Như vậy 13 phần 18 trừ 1 phần 2. Giờ hệ số tính nháp phía dưới này. Mười ba phần mười tám mình sẽ viết lại như vậy. Đây là phép trừ hai con số khác mẫu số, mình quy đồng mẫu số. Mình thấy là 18 chia 2 được 9, 1 phần 2 các em sẽ nhân tử của mẫu cho 9 nha. 1 nhân 9 là 9, 2 nhân 9 là 18. Tới đây mình có phép trừ hai con số cùng mẫu số, các em lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. 13 trừ 9 được 4, 4 phần 18. Mình thấy là mình sẽ rút gọn bằng cách chia tử của mẫu cho 2. 4 chia 2 được 2, 18 chia 2 được 9, kết quả là 2 phần 9. Ở đây sẽ là 2 phần 9. Lên. Như đáp số sẽ là 13 phần 18 lít. Giờ như là mình xong câu số 5. Câu số 5 kem hiệu bài, cái xong hết video hãy biết kem hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu cảm thấy giảng giờ thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, cái sau bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt kem nhé.